Hà Lan với Ecuador 23 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2022, lượt 2 bảng A, World Cup 2022. Lượt trận thứ 2 tại bảng A World Cup 2022 sẽ chứng kiến màn đọ sức vô cùng hấp dẫn giữa Hà Lan và Ecuador. Hai đội bóng đều đã bỏ túi 3 điểm sau ngày ra quân. Về lý thuyết, Hà Lan là những người được đánh giá cao hơn. Mặc dù vậy, có khá nhiều lý do để tin rằng đại diện của lục địa già sẽ không thể khuất phục Ecuador. Đầu tiên cần phải nhấn mạnh rằng, đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Louis van Gaal không chịu áp lực buộc phải thắng. Có được 3 điểm làm vốn nhờ thắng lợi trước đối thủ khó chịu Senegal, Hà Lan chỉ cần một trận hòa với Ecuador là đủ để tiếp tục chia sẻ ngôi đầu bảng cùng đội bóng đến từ Nam Mỹ. Ở lượt đấu cuối, nếu như Ecuador phải quyết chiến cùng Senegal thì Hà Lan lại có trận cầu khá nhẹ nhàng trước đội chủ nhà Qatar. Đây chính là lý do để tin rằng, con lóc màu da cam sẽ không mạo hiểm khô máu với Ecuador. Thậm chí ngay cả khi đặt mục tiêu giành chiến thắng để vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng, chưa chắc Hà Lan đã được toại nguyện bởi Ecuador là một đối thủ không dễ bị bắt nạt. Nên nhớ trong ngày ra quân, Ecuador đã dễ dàng hạ gục Qatar với tỷ số 2-0 mà chưa cần buông hết sức. Đáng chú ý, chiến thắng trước Qatar đã là trận bất bại thứ 8 liên tiếp của Ecuador. Trong 8 trận này, đoàn quân của huấn luyện viên Gustavo Julio Alfaro đã tới 7 lần giữ sạch lưới và chỉ phải nhận đúng một bàn thua từ Argentina. Với lối chơi giàu sức mạnh và đầy thực dụng, Ecuador hoàn toàn đủ khả năng mang đến nhiều khó khăn cho Hà Lan. Nhận định trên càng được củng cố nếu nhìn vào cuộc đụng độ giữa Hà Lan và Senegal, nơi mà Van Dijk cùng các đồng đội đã phải mướt mồ hôi mới có thể xuyên thủng mảnh lưới của nhà vô địch châu Phi bằng một pha phối hợp xuất thần ở phút 84. Bàn thắng thứ hai ở phút bù giờ thứ 9 đến với Hà Lan như một lễ tất yếu khi Senegal quyết định chơi tiếp tay để tìm kiếm bàn gỡ. Tóm lại, dù giành trọn 3 điểm nhưng rõ ràng màn trình diễn của Hà Lan chưa thể mang đến sự an tâm cho người hâm mộ. Trước một đối thủ cứng đầu lại đang hừng hực khí thế như Ecuador, Hà Lan có lý do để đặt sự an toàn lên trên hết. Tuy nhiên, chất lượng đội hình vượt trội ở kèo châu Á Hà Lan chấp 0.5, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á Hà Lan chấp 0.5 full time. Như đã đề cập ở trên, Hà Lan vẫn nắm quyền tự quyết ngay cả khi không thể khuất phục Ecuador. Thay vì mạo hiểm ăn thua đủ với Ecuador, sẽ là hợp lý nếu Hà Lan hướng đến một thắng lợi giòn giã trước Qatar.